Một số bác hỏi em là nuôi bồ câu là nuôi bồ câu kiểu gì thì em nuôi bồ câu khép kín. Đây em nuôi bồ câu nhốt nhé các bác nhé. Có mấy đôi không? Đây là hệ thống ống nước này. Sử dụng cái đầu vòi của cái vòi nước của cái máy lọc ấy, máy lọc nước ấy. Em đấu hẳn cái vòi trực tiếp luôn. Nuôi luôn vào là có hệ thống máng. Cứ một hai ô này sẽ có một máng. Đây. Nước tự động. Còn thức ăn thì hàng ngày chỉ cho hai lần thôi, một lần sáng một lần chiều. Cho nên hơi phản sáng đi, quay sang cái đôi bên này dễ hơn. Đó. Này, cái đôi chim non. Đây là có đôi chim non nhé. Cái lót ổ của nó thì dùng cái miếng miếng nỉ mà hay giải sân ấy, trên sân khấu ấy. Đôi này vừa đẻ. Đôi này đang ấp. Cách đôi chim non. Đôi này sắp xuất chuồng rồi, xuất bán được rồi này. Trên như lại đẻ tiếp rồi ấy, nó đẻ liên tục luôn. Bên này một trứng hỏng nữa sao ấy. Đó, thì cách nuôi là cách nuôi khép kín nhé. Nếu không thả đâu nuôi nhốt. Ô này, đây là cái máng ăn này. Trong máng ăn, thức ăn của nó ít mà, thức ăn nó có ngô, có cái cám gà đẻ và một ít thóc, ba loại đấy trộn lại với nhau. Thỉnh cứ mỗi tuần thì cho thêm ít muối trộn cùng để ăn cho nó đưa thứ chất khoáng. Thuốc tẩy giun khoảng tầm một tháng cho một lần. Đưa thuốc tẩy giun của người ấy, phua ca ấy, nghiền xong là cho trực tiếp vào cái vòi nước này. Đấy cách chăn nuôi. Thực ra chăn nuôi bồ câu cực kỳ đơn giản luôn. Này thì gia đình dùng thoải mái, xuất bán đủ thóc, gọi là đủ thóc cho nó ăn thôi. Và gia đình sử dụng. Cho nên em đang nuôi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 25 đôi. 25 đôi bồ câu, em nuôi ít thế thôi. Nuôi là nuôi trong hộ gia đình mình thôi chứ không phải là nuôi làm kinh tế nhá. Nuôi làm kinh tế thì chúng ta nên nuôi tầm 50 đôi. 100 đôi trở lên đi, tầm 100 đôi. 100 đôi trở lên thì là nó mới ra tiền được. Còn nuôi ít này nuôi cơ bản để phục vụ gia đình thôi. Như đôi này là đôi vừa tách này. Con này thì một trứng hỏng nhá. Hai con bé cô đơn này. Cái việc mà nó hỏng một con hai con là chuyện bình thường. Hỏng trứng là chuyện bình thường nhá. Nên nuôi bồ câu, đây là bồ câu Pháp nha các bác nhá.